Tôi đã làm căn cước công dân từ ngày 16 tháng 4, đến giờ vẫn không thấy trả lại là sao? Bao nhiêu người làm sau thì họ nhận được rồi. Chứng minh nhân dân cũ hết hạn, tôi đã đi làm căn cước công dân từ tháng 3 năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa có. Tôi không thể thực hiện được các giao dịch, thủ tục do không có căn cước, giờ tôi phải làm sao? Tại sao tôi cùng với gia đình đi làm căn cước công dân gắn chip cùng ngày, mà đến bây giờ thì chỉ có tôi là chưa nhận được? Còn nhớ thời điểm cách đây mấy tháng, người người nhà nhà háo hức đi làm căn cước công dân gắn chip, xếp hàng chờ đợi bất kể ngày đêm. Thế nhưng thực tế là đến nay, vẫn còn rất nhiều người chưa biết tấm thẻ của mình đang ở nơi đâu. Theo thông tin luật Việt Nam được biết, tình trạng chậm trả căn cước công dân cho người dân có nhiều lý do. Thứ nhất là do số lượng thẻ cần cấp quá nhiều, lên đến hàng chục triệu thẻ, trong khi chỉ có một đơn vị duy nhất sản xuất căn cước công dân. Đồng thời, dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nhiều đến việc nhập khẩu chip. Có thể bạn chưa biết, chip của thẻ căn cước phải nhập khẩu từ nước ngoài, tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam. Trên chip có thực hiện ký số, đảm bảo khó làm giả. Đây là hai lý do chính khiến cho việc trả căn cước công dân bị chậm trễ. Ngoài ra, trên thực tế còn có tình trạng thông tin trong tờ khai cấp căn cước công dân không khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu nên cần xác minh, chỉnh sửa hồ sơ, mất rất nhiều thời gian. Chưa kể dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc ship trả thẻ căn cước đến tay người dân. Trong thời gian chưa nhận được thẻ căn cước công dân, bạn có thể sử dụng một số giấy tờ tùy thân khác để thực hiện thủ tục hành chính giao dịch liên quan. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hộ chiếu, trong đó cũng có thông tin về số chứng minh nhân dân cũ hoặc số căn cước công dân để dùng tạm. Ngoài ra, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cũng có giá trị chứng minh nhân thân mà bạn có thể sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Theo quy định, thời gian cấp thẻ căn cước công dân là bao lâu? Điều 11 của Thông tư 60 năm 2021 chỉ rõ, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của công dân, công an cấp huyện phải chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Trong 3 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày nhận được dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ căn cước công dân. Riêng hồ sơ do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư tiếp nhận thì thời hạn này là 4 ngày làm việc. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ, phải chuyển phát thẻ căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp thẻ. Như vậy, tổng cộng thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip theo quy định chỉ mất khoảng 7 đến 8 ngày. Nếu người dân đăng ký nhận trả qua đường bưu điện thì mất khoảng một vài ngày nữa để thẻ căn cước công dân về đến tay. Bạn cũng cần lưu ý thêm rằng, việc trả thẻ căn cước công dân được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, không phải dịch vụ chuyển phát thông thường, do đó bắt buộc phải chuyển đến chính xác người nhận, không được nhận hộ. Do đó bạn hãy luôn để ý điện thoại nhận cuộc gọi của nhân viên bưu điện. Video này hữu ích với bạn hay không? Hãy thể hiện bằng nút like, share bên dưới nhé. Đừng quên ủng hộ Luật Việt Nam bằng cách ấn nút đăng ký. Chúng tôi luôn có những video hữu ích về pháp luật mỗi ngày.